Nên là chúng tôi chọn cái kiểu lớp ta này, các thầy cô giáo ở trong tổ 4 năm. Và quý lớp ta một cái con này thì lớp ta như thế nào? Số ở trên các cái góc rồi, bạn nhìn thế nào cũng có góc không vui. Rồi, cảm ơn em quan sát. Rồi, hai cái gì nào? Đâu là góc vui, đâu là góc không vui. Lắm rồi toàn. Các bạn sang bài mới và sẽ tìm hiểu các góc hoặc là góc nhỏ
có tù, có bẹt, lắm mày mặt, nhắc lại thì mày lắm mày kiếm. Lắm mà em được thay cho qua nè. Càng thủ em đi trên mạng rồi, em đi trên mạng rồi. Lấy cái kẻ ăn kẹp và cái tờ khoa ăn lớp cái tờ khoa là phải ra là bắt đầu lớp cái tờ khoa đó này là A O B thì đó này là tập thể giáo tên góc tên đỉnh và các cạnh của góc thì đó này là đại quy A O B đỉnh O cạnh O A O B A O B cạnh đỉnh O O cạnh O A O B bạn thấy bạn nói về chuyện gì vậy? Để em nghe. Em thấy bạn nói đúng rồi. Bạn nói về cái gì nhỉ?
cái gì là mày bán cái này là mấy em phải chỗ bán thôi đúng không ạ? Làm cái đăng con AOB này có độ lớn như thế nào nhỉ? AOB bé hơn con cuồng khóc không ạ? Mẹ hơn con cuồng lắm là lớp bạn đang nói lại thì là sẽ đứng lên lại kỹ năng của đây không ấy bạn đẹp vào đẹp đây luôn nha và đẹp làm sau đẹp góc vuông này chung với cạnh qua à ob mà đã đưa cái này là cái điểm của góc vuông này đến điểm vuông tương thích này đó các bạn đấy thì bạn thấy rõ ràng là cạnh qua nằm trong cái kè nhỉ và mà kết luận là góc nhỏ này bé hơn góc nhà ta chú ý là cái hồ sử dụng thì cái là sang học thứ hai là mới ở lớp quan sát học thứ hai là bé học thứ hai nó là đỉnh là ô góc nếu tuyên thể và các cạnh của góc thì làm bài dễ hơn. Ừ. Tên góc M O N M O N thì góc M O N này
có độ lớn. Nếu mà bạn đứng lên đọc thầy giáo, ai làm cho bạn đọc mày đắng? Đây mà. Trong toán thì nó nói là
Ví dụ như cái o thì bạn đọc là nhà ô rồi, nhưng mà các bạn quen là lúc cờ là ô cờ, ô là nhà ô c và ô ô d để đọc như vậy đúng không? Đó mày bạn phải rất là phải góc bẹt tỉnh ô cạnh ô c ô d góc bẹt còn hai góc vuông. Em quay xuống lắm mà lớp mình mà làm cái góc bẹt nó tiến ra cái tỉnh ô nữa đó, các bạn tỉnh ô ở đây đó vẽ ô c chưa ô c đó ô c cái góc này gọi là góc bẹt. Bây giờ thầy giáo mời các bạn kiểm tra độ lớn của góc bẹt. Ai sẽ kiểm tra độ lớn của góc bẹt xem là góc bẹt so với góc vuông lớn hơn hay bé hơn góc vuông hay góc bẹt bằng mấy lần góc vuông? Ai trả lời rồi? Thầy giáo mời bạn là giáo viên Mỹ nha. Như vậy là vừa xong các bạn đã tìm hiểu qua ba góc của là góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Là ta chuyển sang phần bài học. Là dám mời các em chuyển sang bài học. Bài hôm nay mới bài tập nhỉ? Dám mời hết nhỉ? Ta sẽ làm được tập bài tập hai thì ta là lựa chọn những giáo viên thích bạn làm hết cả ba câu. Nếu bạn nào làm không làm thì bạn làm một câu chọn trong một trong ba câu đấy còn lại. Và nếu bạn nào làm được ta sẽ làm hết cả ba câu. Đầu tiên chúng ta thi vào phần bài tập số 1 trước. Thì đám bài bạn là Tuấn đọc là yêu cầu tập số 1 lớn lớp sẽ tiến hành bài tập số 1 yêu cầu ta làm gì? Tìm ra đâu là góc vuông, góc nhọn, góc cù, góc bẹt bằng cách là chúng ta trình bày như sau. Các em sẽ trả lời cái đầu dòng, các em nhìn vào hình, các em vẽ đầu dòng, các em sẽ trả lời là góc vuông là góc nhọn là nha. Ta sẽ là trả lời là góc vuông là góc nào, các bạn thấy là thời gian của các em là khoảng 5 phút thời gian bắt đầu. Đúng rồi, góc nhỏ
người ta nói lại cái trình bày con bò này. Khi mình nói bày tập một con bò thì các bạn quan sát 6 cái góc ở trong sách giáo khoa ấy. Sau đó các em biết như trên bảng thế nào, các em biết là góc vuông là nó có tên, các em biết tên góc ra, phải không? Góc nào là em biết tên góc ra, góc nào không nào em biết tên góc ra. Góc tù, góc vẹt, các bạn biết rồi không ạ? Bạn hiểu cách trình bày vậy chưa? Thank you.
Rồi thời gian đã hết, dám bảo em cùng rút lại. Cháu thấy các bạn làm xong hết rồi. Các bạn thì còn một hai nữa, dám bảo em vẫn lăn mạng này. Đã sử dụng hình này là làm mà. Các bạn quan sát. Hình đầu tiên là góc đầu tiên. Này, đầu tiên là góc. Góc này có tên là MAL. P M Q một cái phòng này được lại cần tiền đấy không quy bê bê. Các bạn đọc là quy, các bạn đọc là
quy về về p về quy cũng được, nhưng mà nên chúng ta nên đọc theo thứ tự từng cái ở nhà. Thế các bạn sẽ đọc ở đây, đọc ở nhà cả. Về p về quy thế nào chưa? Về 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 chưa? Về chưa ở nhà. Ta sẽ đọc là p về quy, được chưa? Đọc như vậy đúng rồi. Còn bạn đọc quy về quy về về cũng được. Thế nhưng mà nên đọc theo chiều chữ cái, thấy không? Theo chữ V nào? Nào, có bạn nói là đọc từ trên xuống dưới cũng được, thì chúng ta nên đọc theo chiều của chữ cái. Nào, có quẹt nào? Lão mời bạn U nào? Sao nè? Ăn nhẹ. Có ý kiến rất chính xác trong toán học, sẽ học là so, đúng là so, e, i, đọc là gì ạ? E, i, đúng rồi. Cả lớp các bạn tăng cả ngón tay ạ. Như vậy là trong toán học, đây là một số tiêu chuẩn người ta đọc quy định ở tiếng Việt, đọc quy định vì trong toán là quy định quốc tế, nên ta phải đọc theo quy định quốc tế và đang phát hiện ra những lỗi rất chính xác. Như vậy qua bài tập một thì giáo thi kiểm tra hết được. Thì giáo chỉ thấy mỗi bản tâm là biết ví dụ góc sai thôi, tức là biết quy thường. Còn lại hầu như giáo viên hết cả lớp, nếu bạn nào làm đúng bây giờ giáo cho cả lớp một tràng vào tay ạ. Đây là bài tập số 2. Thầy giáo mời bạn là... Thầy giáo mời bạn là... Tuấn sẽ đọc cái bài tập số 2. Trong các hình tam giác sau, hình tam giác nào có 3 góc nhỏ, hình tam giác nào có góc vuông, hình tam giác nào có góc trừ. Đúng rồi, góc. Thì ta mời bạn Đăng nào. Bài đấy yêu cầu ta làm gì nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ ta mời các em sẽ dùng cây ke. Chúng ta kiểm tra bài đó mà làm gì. Nếu bạn nào làm cả 3 hình thì cả chốt. Các bạn chỉ cần trả lời cho 1 câu thôi. Rồi, để làm các em đừng bút lại. Để họ thấy là một số bạn, hôm nay bạn đã làm xong rồi. Nào, ai thì đã biết xem là hình nào là hình tam giác mà có 3 góc nhỏ. Nào, để làm mời lớp. Thầy giáo mời Đăng nhận xét ý kiến của bạn. Thầy giáo nhất ý kiến của bạn. Vừa xong thầy giáo đến kiểm tra này, có bạn đẹp là bạn trả lời sai bởi vì bạn đặt cái cách mà bạn đo góc là bạn đo sai nên là bạn bảo là hình MNP đấy là hình có 3 góc nhỏ. Thế nên bạn đẹp sửa vào. Hình tam giác nào có góc vuông? Này thì sẽ mời bạn Tâm. Này thì phát hiện thế ở nhà Tâm thì là biết rằng là hình tam giác nào có góc vuông. Bạn bảo là hình tam giác BEG đúng nhỉ? Đúng rồi, ngồi xuống. Bạn Tâm này rất tốt. Tâm đã phát hiện ra được hình tam giác của góc vuông, đó là hình DEG. Làm nhất trí.
Mình thấy là dễ nhất rồi. Còn hình còn lại là hình tam giác nào có góc tù? À, các bạn thấy hình gì nhỉ? MNC. Đâu góc tù, góc nào ai chỉ góc tù? Góc tù. Nào, ai đọc cái góc tù đấy? Lão mày Quỳnh à? Đọc thì đáng góc tù cái hình tam giác MNP đấy. Ai giúp bạn em nào? Em biết thầy, góc tù MNP. Đúng rồi, hình nào? MNP. Đúng rồi, em biết rồi. Đúng rồi, mà thầy lên chưa? Tăng lại cái này, đâu có tù đâu. Đúng rồi, như vậy là để thấy là các bạn đã phát hiện ra được các góc trong hình tam giác. Thì bài tập 2 trong bài này ta chỉ yêu cầu chúng ta là nhận biết góc thôi. Vậy thì để nhận biết góc thì các bạn quan trọng các bạn để ý thế nào đây? Độ lớn của góc của nhà, độ lớn. Chú ý độ lớn. So sánh độ lớn. Và ở đây ba cái này là so sánh góc vuông. Thì về nhà chúng ta sẽ thực hành đo lại. Vì hôm nay là hướng dẫn cái bài mà đo góc vẻ đấy. Cái kỹ năng đo là chưa chính xác lắm. Thì hôm sau là sẽ hướng dẫn các bạn tiếp. Thì là hôm nay ta dừng lại đây. Xin chúc mọi người lắng nghỉ các em.